xăm. Hình xăm trong tiếng Nhật người ta gọi là irezumi ですね. Irezumi. Irezumi no sensei. Sao có thể không xăm cho lúc bỏ ra. Anh em phải xăm cái này. Cho em mượn. Xà. Con này là con gì đây? Bạn xà luôn. Không bao hoa. Chết. Nó yêu của Thành. Chết đi. Ở bên Nhật này có mấy từ, bây giờ mình muốn dạy mấy từ liên quan đến bọn Yakuza nhé. Yakuza tức là bọn mafia, Yakuza đấy nhé. Dưới bọn Yakuza, Yakuza thì là bọn Chimpira. Các nghe chưa? Nhờ con chim ạ nhé. Chimpira tức là bọn bọn đầu gấu. Thì bọn nó gọi là Chimpira. Ok? Dân đầu gấu, Chimpira đấy nhé. Được chưa ạ? Còn một dạng người nữa, người ta gọi là Yankee. Yankee. Yankee là mấy thằng mất dạy thôi, chơi bời thôi. Hay là mấy thằng đua xe thì người ta gọi là Yankee. Đấy thế nào? Nhất là gì nhỉ? Yakuza, Chimpira, Yankee. Đấy, Yankee. Cô mong ạ. Duy Bình cô mong ạ. Học sinh của em ấy. Hôm nay thầy dạy cái gì chưa? Hôm nay thầy dạy cái gì á? Em chuẩn bị chứ anh có chuẩn bị đâu. Anh chuẩn bị phần của em, anh chuẩn bị phần của em. Em nói phần dạy của em đi. Hôm nay mình sẽ dạy hai ngữ pháp mọi người ạ. Hai ngữ pháp này là hai ngữ pháp nghe qua thì cũng đơn giản thôi. Nhưng mà tại vì gì nhỉ? Thấy trong sách cũng ít khi là ghi ấy, mà mình thấy rất là nhiều trên phim, khi mà nghe phim thấy bọn Nhật nó nói rất là nhiều. Nên là cái này mình thấy là nếu mà mang ra để nói trong giao tiếp hàng ngày rất là tốt. Nên là hôm nay mình sẽ dạy hai ngữ pháp. Hai ngữ pháp, hai cách nói. Thứ nhất là gì nhỉ? Tao không rảnh mà đi tiếp chuyện với mày. Đấy, ngữ pháp đầu tiên là tao không rảnh mà đi tiếp chuyện với mày. Thì không biết mọi người sẽ nói câu ấy như thế nào trong tiếng Nhật chưa nhỉ? Và cái thứ hai đó là vì giời ơi, xấu như mày làm sao mà có vợ được. Được chưa nhỉ? Thì đó là hai cách nói ngày hôm nay mình sẽ dạy mọi người nhá. Rồi, đó là về ngữ pháp. Còn về phần từ vựng ngày hôm nay thì mình sẽ dạy những cái từ vựng mà thường xuất hiện trong giao tiếp. Và một vài cái từ mà các bạn chắc là thường hay nói rồi nhưng mà vẫn chưa phân biệt được. Thứ nhất là chúng ta sẽ phân biệt về karidu và kasu. Mượn và cho mượn. Sử dụng khi nào. Tiếp theo, azukeru và azukaru. Đúng không? Gửi và giữ hộ. Đúng không? Sử dụng như thế nào. Tiếp theo, rồi thì liên quan đến một vài những cái từ vựng mà các bạn đã biết rồi nhưng mà sử dụng chưa được nhuần nhuyễn. Ví dụ như là bây giờ cái máy điều hòa nó không chạy chẳng hạn. Cái tình huống này trong giao tiếp hàng ngày thì gặp rất là nhiều. Anh ơi, cái máy điều hòa nó không chạy, cái máy lạnh nó không chạy này. Phải làm thế nào đúng không? Hay là gì nhỉ? Ngoài sức tưởng tượng, không ngờ, dùng một từ đó là từ igai. Ngon không ngờ, đẹp không ngờ, xinh không ngờ, đẹp trai không ngờ. Cái gì đó, được chưa nhỉ? Hay là một vài ngày xưa liên quan đến những tính từ á. Tính từ như là gì nhỉ? Tính từ đối y này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó sang động từ. Ví dụ atakai thì sẽ biến thành atakamaru, atatamaru và atatameru. Đúng không? Takai thì biến thành takamaru và takameru. Được chưa nhỉ? Rồi thì một vài những cái động từ khác. Ví dụ mayo, lạc đường đúng không? Nó còn có nghĩa nào nữa. Được chưa nhỉ? Thế thôi. Chỉ như vậy thôi. Đợi thêm 200 người nữa thì sẽ bắt đầu. Soyukoto desu. Soyukoto là nó là như thế, đúng không? Soyukoto ka. Chuyện là như vậy à? Soyukoto ka. Hóa ra là như vậy, nó tương đương với từ trong tiếng Việt như vậy. Hóa ra là như vậy. Soyukoto ka. So desu ne. Được chưa? Anh cười nha, để em xe nhá. Konbanwa, thu hạ. Chứ cộng đồng bên nhà này đúng không nha? Đúng không? Số ý của tôi cả. Hình xăm à? Đẹp không ngờ đúng không? Igai to kirei desu ne. Kore ne, Osogatsu no mae ni Thailand de Thai ni ittan desu yo. Soko de kattan desu yo kore. Sugoi desu yo kore. Tất cả chỉ là lừa bịp thôi, nhìn đây. Yeah.
Nhưng mà đang lừa anh người. Toàn đi lừa người á. Khi đây thì sẽ có đây. Thay đều là có đây 100 bát だから、6万ドンぐらいですね、6万ドン。2つとも6万ドンかな。綺麗ですね。あ、ミサイトはミサイトは、ミサイトは太麺、太、太いのベオン、ニャマパ、太麺、ガン、サイトは細い、細いのね、トンガイン、細麺、太麺、細麺。Được chưa nhỉ? Ừ. Thể liên dụng thể gì? Anh chẳng được rồi. Cô thầy ngày càng xinh kìa. Tướng quá. Hay cứ hào. Hào là gì nhỉ? Hào. Hạ. À chắc là hạ. Hào à? Chắc là bò. Động từ gốc của nó là bò. Hào là bò. Ừ. Nếu mà chia sang dạng ý chính là hào. Bò nhanh thôi. Bò nhanh thôi. Ừ. Cô tốt sử dụng. Cô tốt sử dụng. Này phải có ví dụ cụ thể cơ nào mình làm sao vậy? Cô mang hoa Nguyễn Thuần Đan Sáng. Em mừng quá, cảm ơn anh nhiều. Công bằng hoa. Bán cho em đôi, bán đôi này á, được rồi. Bây giờ mình sẽ gì nhỉ? Cho nó lên gọi là lên bán đấu giá, được chưa? Bán đấu giá. Rẻ bèo mà. Bán đấu giá nó tính nhà hàng là từ gì này? Xem trên kinh tế đồ còn nhớ. Không nhớ. Không nhớ. Từ bản đồ giá quên mất. Bản đồ giá quên rồi. Dịch cô chủ. Chào người đẹp Dũng. Chúc mừng ngày tốt lành nhé. Chúc mừng ngày tốt lành nhé. Yoi ichinichi o. Hai. Yoi ichinichi o. Komanwa. Muốn hãy kêu kanji. Kêu kanji à? Kanji thì có nhiều cách học lắm. Bây giờ tạm thời bạn Google lên mạng nhé. Chủ đề chúng ta ngày hôm nay là không phải về kanji. Hai. Rồi thì nói lại một lần nữa, bây giờ 1000 bao rồi, anh có dạy luôn tao không? Giết mày đấy, tao giết mày. Koroshimasu yo. Có nhiều cách nói đúng không? Koroshimasu yo hay là bukkorosu. Hai. Bukkorosu yo. Giết chết mày đấy. Ừ. Dạy đi cả 1.3k thì cả. Dạy nhá. Ừ. Được rồi, em về nước thì đầu quân nhá. Ok. Em về nhiều công việc. Hai. À, các bạn nào mà đang có nhu cầu muốn tìm việc, đặc biệt là muốn thử sức với vai trò là một giáo viên dạy tiếng Nhật thì rất là mong các bạn hãy đến với Nihongo no Mori, bởi vì bọn tớ luôn luôn đón chào mọi người nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài giảng ngày hôm nay được không nhỉ? Thế thì mình nói lại một chút xem hôm nay dạy cái gì nhá. Nói lại. Thôi, không phải nói lại. Em cứ nói lại đi. Em cô Thanh có dạy từ vựng, còn dạy ngữ pháp, còn mình dạy từ vựng. Okay. Hai. Hôm nay vì là không thể nào mà cùng chung chiến tuyến được nên là bọn mình đã phân nhau, đó là mình thì sẽ dạy hai mẫu ngữ pháp, còn thầy Dũng sẽ dạy gì nhỉ? Các từ vựng, đúng không? Cách dùng một từ vựng trong giao tiếp thì chủ yếu là hai người sẽ phụ trách như vậy, còn lại thì sẽ đấu đá giúp đỡ nhau trong mỗi phần. Okay. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với ngữ pháp nhé mọi người nhé. Thì như vừa nãy mình đã nói, mình sẽ dạy mọi người hai cái cách nói, tức là tương đương với hai ngữ pháp mà các bạn sẽ nghe rất là nhiều trong giao tiếp. Thứ nhất đó là nghe nhá. Veru hima ga nai. Veru hima ga nai. Chúng ta có từ hima nghe quen rồi đúng không nhỉ? Hima là rảnh rỗi. Ngày xưa là gì nhỉ? Tính từ đuôi na là gì nhỉ? Rảnh rỗi. Kiểu hima desu ka? Bây giờ anh có rảnh không đúng không? Thì bây giờ nghe cái ngữ pháp của mình sẽ là veru hima ga nai, tức là cái hima thành cái biến thành danh từ. Và mình sẽ dịch cái câu này là không rảnh hay là không có thời gian mà làm cái v đó. Không rảnh mà không có thời gian làm cái v đó. Nói rất tự nhiên này. Tao không rảnh mà đi chơi với mày. Được nhỉ? Tao không rảnh mà đi chơi với mày. Chúng ta sẽ nói là hôm nay tôi asobu hima nai yo. So. Hima nai được mà gác được nhá. So. Bỏ gác đi không sao. Chúng ta bỏ trợ từ đúng nhỉ? Omae to asobu hima ga nai. Được nhỉ? Omae to asobu hita asobu hima ga nai. Ok. Đi desu ne. Rồi. Không rảnh mà đọc sách bây giờ đâu. Được nhỉ? Không rảnh mà đọc sách bây giờ. Mọi người sẽ cùng nhau nói với mình nhá. Rất là dễ đúng không nhỉ? Không. はい。本を読む暇がないんですよ、先生。そうですね。ví dụ như là cô giáo sẽ nói mọi người về nhà đọc sách nhiều và tạc sang không ở yon dekudasai nhé. Học sinh bật lại cô ở chứ. Em chẳng có thời gian mà đọc sách đâu cô ạ. Mọi người sẽ cùng nói với mình nhé. 先生、本を読む暇がないんですよ。Được chưa nhỉ? Hay. Hay là không rảnh mà bây giờ đang bận lắm, không rảnh mà đi đâu nhỉ? Đi nhậu, đi nhức gì đâu.
Được chưa? Bây giờ đang bận lắm, không rảnh mà đi nhậu đi nhất gì đâu. Thì mình sẽ nói câu này như thế nào nhỉ? Nomikai nanka. Nanka là đi nhậu đi nhất hả? Nomikai nanka. Iku hima ga nai desu yo. So, isogashii in desu kara ne. Được chưa nhỉ? Lại một câu nhá. Gì nhỉ? Nomikai nanka iku hima ga nai desu yo. Ima isogashii nan desu yo. Được chưa nhỉ? Hai. Nomikai. Nomikai ですね. Hay là nomu hima ga nai desu ne. Là gì nhỉ? Không có thời gian mà đi nhậu nhẹt gì đâu. Được chưa nhỉ? Ok. Hay là bây giờ ta còn phải xem clip xem clip của Zomori cháu thời gian mà gì? Mà chơi game đâu chẳng hạn đúng không nhỉ? Sẽ là buôn chuyện điện thoại với mày. So, hay là buôn chuyện điện thoại đúng không? Ima Dung sensei no video miterun desu yo. Anata to shaberu hima ga nai desu. Nhỉ? Hay, nói lại một câu này nhá. Mà mình sẽ nói chậm nhá. Ima Dung sensei no douga o miterun desu yo. Bây giờ tao đang xem clip của thầy Dũng Mori đấy. Thế nên là anata to shaberu hima ga nai desu. Nhỉ? Nên là không có thời gian mà nói chuyện phiếm với mày đâu. Nhỉ? Hay. Hay là ví dụ tiếp theo này. Sắp đến kỳ thi rồi. Không có rảnh đâu mà nghĩ đến anh ấy. Không đang hơi thích một thằng đúng không? Bây giờ không có thời gian đâu mà rảnh mà nghĩ thằng đấy thì sẽ là gì nhỉ? Kare no koto o kangaeru hima ga nai desu. Rất là dễ đúng không mọi người? Chúng ta cùng nhau nói nhá. Kare no koto o kangaeru hima ga nai desu yo. Được chưa nhỉ? Hay là có một bạn vừa đặt một câu rất là hay là ai suru hima ga nai. Ai suru hima ga nai là gì nhỉ? Không rảnh đâu mà yêu với chả đương. Không rảnh thời gian để chơi game được. Đúng rồi. Hai. Game mà suru hima nai yo. Mọi người đặt câu đúng luôn rồi đấy. Nai yo. Hai. Hai. Hay là thôi học đi. Không có thời gian đâu mà lo lắng với chả lo liếc rồi chứ nhỉ? Đúng rồi. Hay là gì nhỉ? Không có thời gian mà lo lắng đâu là gì nhỉ? Shinpai. Shinpai. Hai. Shinpai suru hima nai desu yo. Hai, chúng ta cùng đọc nhá. Shinpai suru hima ga nai desu yo. Isogashii kara. Tao bận lắm chẳng thời gian đâu mà lo lắng đâu, lo lắng gì cả đâu nhá. Neru hima nai. Rồi này. Kimi kisu suru hima ga nai. Neru hima nai desu yo. So. Không rảnh để ngủ đâu. Hai. Rồi. Hai. Mọi người dịch nói chuẩn luôn đấy. Miru hima ga nai. Hai, shinpai suru hima ga nai. So desu ne. Neru video miru hima ga nai. Không rảnh để xem. Hai. Có lại được không có gì cả. Dễ đúng không? Thế thôi. Câu này rất là dễ đúng không? Nên là cái câu này mọi người dùng nhiều rồi nhá. Bởi vì là nghe nó rất là gì nhỉ? Nó thuần tiếng Việt, nó không rảnh mà thế này. Không rảnh mà ăn cơm, thà bê được hima ga nai. Được chưa nhỉ? Hay. Hay là có bạn là kịch con suru hima ga nai. Không có thời gian rảnh đâu mà gì. Lấy chồng với chả lấy vợ gì hết. Được chưa nhỉ? Hay. Sai kinh kami o. Kiru hima ga nai desu ne. Dạo này chả có thời gian mà gì. Đi cắt tóc gì cả. Rồi có bạn dịch là gì nhỉ? Thôi thế, iku hima ga nai. Không có thời gian rảnh để mà đi toilet cơ. Có bạn Nga, Russia nói từ abiru hima ga nai thì không được nói thế, phải nói shower. Shower o abiru hima nai desu yo. Đúng rồi. Tên từ shower đấy thì người ta mới hiểu được. Thì có bạn bảo là gì nhỉ? Cái này hơi giống cái jikan ga nai thì cũng đúng đấy mọi người ạ. Nhưng mà cái kia là gì nhỉ? Không có thời gian rảnh làm gì, còn đây không có thời gian làm gì, nó khác nhau một chút về sắc thái thôi nhá. Thì chúng ta cứ mang ra để vận dụng. Dùng cái nặng được, không sao. Hai. Thì đó là khi mà gà nai, mọi người hiểu chưa nhỉ? Ok không? Cái này ok nhá. Mẫu ngữ pháp đơn giản nhỉ? Tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sang mẫu ngữ pháp số 2 mà mình muốn nói ngày hôm nay. Đó là Vemas, bỏ mas cộng với tự nhỏ thêm cô nai. Mình sẽ là ực cô nai. Cô nai. Ực cô nai. Nghe này. Vemas, bỏ mas. V động từ thể nguyên, thể Vemas nhá. Bỏ chữ mas đi, bây giờ thêm chữ ực cô nại, được nhỉ? Ực cô nại. Thì cái này mình sẽ dịch là làm sao có thể được chứ? Hay là tao nhất định chắc chắn là sẽ không làm cái V đó, cái động từ đó. Không thể, không thể nào làm được. Thực ra nghe thì thấy thế nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vào câu để nói luôn này. Những tình huống cụ thể đúng không? Vào tình huống cụ thể thì chúng ta mới hiểu rõ được ý nghĩa của mẫu pháp này. Hay. Chúng ta chỉ cần nhớ này, V mask bỏ mask cộng với ực cô nại, tức cái chữ nhỏ thêm cô nại á. Thì bây giờ nghe này. Liệu làm sao mà làm được? Làm sao mà làm được? Từ làm được ở đây là dạng khả năng, dùng chúng ta dùng dạng gì nhỉ? Dekiru đúng không? Ôi dồi ôi, nói đúng luôn rồi. Dekiku nai. Dekiku nai. Dekiku nai. Dekiku nai. Ví dụ như là minasan mainichi 5 jikan benkyou shinasai ne. Mọi người, mỗi ngày hãy học đến 5 tiếng nhá. Sensei, sonna koto dekiku nai desu yo. Được chưa nhỉ?
Cô ơi cô, nhưng mà cái chuyện đấy thì làm sao mà em làm được? Tức là làm sao em có thể học được 5 tiếng một ngày được cơ chứ? Ok chưa nhỉ? Đấy kích cô này. Hay là mọi người có đi chơi xổ số bao giờ không nhỉ? Chơi xổ số bao giờ không? Xổ số là gì đây? Takarakuji. So is ne, takarakuji, trúng xổ số là gì? Takarakuji ga ataru. Rồi, mày làm sao mà trúng xổ số được cơ chứ? Atari. Atarakuji. Atarimasu. Atarimasu chia là atarimasu, động từ dạng masu, bỏ masu đi đúng không? Atarikonai. So is ne. Takarakuji nante. Atarikonai yo. Hai. Nghe lại nha. Takarakuji nante atarikonai yo. Atarikonai yo. So is ne. Hay là bói chẳng hạn, bói nào uranai. Uranai nante atarikonai yo. Bói làm sao mà trúng được? Hai. Hay là hay là tiếp này. Atarikonai. Atarikonai nhớ nhá, động từ vemas bỏ mas thêm cộng với từ konai vào đấy nữa. Được chưa nhỉ? Atarikonai. Hay bây giờ em bảo anh mua cho em cái ô tô cái. Đúng. Kuruma katte kurenai? Được chưa nhỉ? Thế xong anh sẽ nói là giời ô tô với chỗ ô tiếc, làm sao mà mua được? Bây giờ tiền mua xe đạp còn chả có cái kìa. Làm sao mua được? Cái động từ mua này phải chưa là cái được à? Đúng rồi, cái được là mua được đúng không? Có thể mua. Kuruma nanka. Kuruma nanka kaikonai yo. So is ne. Kuruma nanka kaikonai yo. Bây giờ thì tiền mua xe đạp còn chả có rồi kìa. Đúng rồi. Anh nói đi. Đấy. Okane ga nai kara kaikonai yo. So is ne. Thì em nói lại một lần nhá. Ne, kuruma katte kurenai? Ima okane ga nai kara kaikonai desu yo. So is ne. Mọi người nghe kịp không nhỉ? Thế nhỉ? Hai. Cái câu này trong trường này sẽ phải chia dạng khả năng thì sẽ hợp lý hơn nhỉ nhá. Làm sao mua được? Hay bây giờ chúng ta đặt mục tiêu là em thi N1 chẳng hạn. Thế nhỉ? Thế xong rồi. Ui giời ơi, mày làm sao mà đỗ được N1 cơ chứ? Thế nói như nào đấy? N1 nante gokaku shikonai yo. Gokaku dekikonai cũng được. Dekikonai yo, gokaku shikonai được. Cái này mình Google trên mạng đúng không? Mình tìm hiểu kỹ rồi. Shikonai mà dekikonai được. Gokaku shikonai yo. Gokaku dekikonai yo. Hay là N1 nante torekonai. Torekonai, toremasu ne là có thể lấy được. Bây giờ là torekonai sẽ là làm sao mà có thể đỗ được cơ chứ? Gì nhỉ? N3 o toru. N3 ga toreru. N3 ga toreっこない desu. Rồi. Hay là chúng ta có thể nói câu là làm sao mà có thể hiểu được. Ví dụ như là cô Thanh cô nói nhanh như thế này làm sao mà em hiểu được? Sẽ là sonna ni hayaku saberu nante wakarikonai yo. Đấy nhỉ? Wakarikonai. À đây có một bạn gì đây? Lệ chúc này. Wasu rarekonai. Wasurarenai. Wasurarekonai yo. Kimi no koto. Được đúng không? Sao mà quên được em cơ chứ? Ngày xưa khi mà học xong cái mẫu pháp này đặt ở trường tiếng mình mới sang Nhật á. Thì mình gặp một tình huống như thế này. Đúng lúc hôm nay học xong vừa học xong ngữ pháp thì bắt đầu đi ra cầu thang máy. Ra cầu thang máy thì cầu thang máy đông người quá thì mình không đi được nữa đúng không? Thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Norekonai desu. Ok. Norekonai yo. Mo norekonai yo. Không đi được nữa đâu. Đúng không? Đông quá rồi mà. Norekonai desu ne. Hai. いいですか? Hai. So. Thế là mình lại nhớ lại hai cái nhá. Bây giờ nó thành thục hai cái thôi nhỉ. Một là chấm chấm veru hima ga nai, thế nhỉ? Benkyou suru hima ga nai. Hay là asobu hima ga nai. Ok. Thế thì đó là không có thời gian hay không rảnh mà làm gì đâu. Ai suru hima ga nai. Được chưa nhỉ? Rồi, thế thì cái thứ hai là gì nhỉ? Cái thứ hai là ukkonai. Bây giờ dekikkonai. Làm sao mà có thể làm được? Hay là oboe rarekkonai. Làm sao mà có thể nhớ được? Bây giờ wakarikkonai. Làm sao mà hiểu được? Hay là nekkonai. Có nói làm sao mà ngủ được. Được chưa nhỉ? Nante à, nante nó là ôi giời ơi, nante. Ôi giời ơi. Hai. Kuruma nante. Ôi giời, kuruma. Không có tiền đâu. Hiểu chưa nhỉ? Không biết là hiểu chưa? Lên đến 1k rồi cả. Chưa. 1.9k. Thiếu một vài người. Không sao. Hai. Ok, thế thì đó là hai ngữ pháp nhanh ngắn gọn mà mình muốn giới thiệu các bạn trong văn nói. Mình đảm bảo là mọi người xem, đặc biệt là xem phim hay là hoạt hình các thứ thì sẽ thấy nghe thấy nhiều lắm. Nên là nhớ là phải mang ra dùng ấy nhá. Dùng được hôm nào thì nhớ bảo mình với nhá. Ok. Hai. Ok. Hai.
Tamekonai. Được. Đấy, tiếp theo, để chuyển sang phần từ vựng. Nhé. Hai. Chúng ta chuyển sang phần từ vựng nhá. Trước tiên có hai động từ như thế này các bạn học trong sơ cấp rồi, đó là động từ kariru. Kariru là mượn đúng không? Mượn karimas. Karitai để em muốn mượn đúng không? Và một động từ khác đó là động từ gì nhỉ? Katsu, tức là cho mượn đúng không? Cho mượn. Thì chúng ta sẽ phân biệt như thế nào, sử dụng như thế nào? Mượn và cho mượn. Đúng không? Đều là mượn hết. Như mình nói cho anh mượn cái này nhé. Em muốn mượn cái này. Thì đều là mình mượn đúng không? Bây giờ phải phân biệt như thế nào? Rất là đơn giản thôi. In desu ka? Hai động từ đấy không? Kariru và katsu, được chưa? Hai. Kariru và katsu. Như thế này này. Kariru sử dụng như thế này trong trường hợp này, sử dụng trong hai mẫu câu này. Thứ nhất, đó là karite mo ii desu ka? Karite mo ii desu ka? Karite mo yoroshii desu ka? Cho mình mượn cái này được không? Karite mo ii desu ka? Hai. In desu. Karite mo ii? Ii desu. Hai. Được chưa nào? Đấy là tình huống thứ nhất này nhá. Asumimasen. Sore karitai desu ga. Hai. Karitai desu ga. Nhưng khi mình muốn mượn cái gì mình sẽ nói sử dụng động từ kariru xem nào. Karitai desu ga. Hai. Được chưa? Hay là karite mo ii desu ka? Hai. Đấy nhá. Được chưa? Hiểu đơn giản chưa? Hai. Tuy nhiên chúng ta không được dùng là gì nhỉ? Karite kureru. Karite kureru không được. Đáng đấy, không được nói từ này nhớ chưa? Karite kureru không được nói từ này nhớ chưa? Hai. Mà chúng ta phải nói là kasite kureru. Hai. Kasite kurenai. Đúng rồi. Được chưa nhỉ? Kasimasu. Hai. Ví dụ trong trường này nè, anh sẽ cho em mượn. Kasimasu yo, cho mượn. Hai. Ja, karimasu. Hiểu không? Ừ. Kasimasu yo. Hai. Ja, karimasu. Bây giờ ngược lại, bây giờ mình muốn mượn, mình dùng từ kasu đúng không? Kasite kureru. Hai, dozo. Đấy. Tức là cho em mượn được, cho mình mượn được không? Kasite kureru. Ok. Hai. Được chưa? Hay là tiếp. Kasite moraenai. Moraenai. Kurenai. Kureru. Okay. Được chưa? Mỗi câu đấy nhớ chưa? Hai. Kasite kurenai, kasite kureru. Đúng rồi. Mọi người định dịch câu đúng rồi đấy. Sumimasen, kasite itadakemasen ka? Hai. Được chưa nào? Hai. Ok, đấy là cách phân biệt hai cái động từ này. In desu ka? Hai. Đúng rồi, kariru ở nhóm 2. Hai. Ok. Thế là không bị nhầm hai từ này rồi nhớ chưa? Ừ. Karite mo ii desu ka? Ok, ok, ok. Động từ thứ nhất. Còn động từ nữa mà chúng ta hay nhầm đó là động từ azukeru. Azukeru. Azukeru cũng giống azukeru và azukaru, cũng giống như là kariru và katsu, được chưa? Bây giờ mình sẽ giải thích tiếp. Hay azukeru có nghĩa là gửi. Ok? Gửi, gửi. Gửi tiền vào ngân hàng. Ginko ni okane o azukeru. Thôi, hay. Hay là cho mình gửi cái này được không? Gửi, ok? Kore azukete mo ii desu ka? Tức là gửi nhớ chưa? Hai. Còn okuru. Okuru là gửi đi đâu đó nhớ chưa? Gửi đi chỗ xa nhớ chưa? Còn đây mình gửi nơi gần nhớ chưa? Azukete mo ii desu ka? Cho em gửi cái này được không? Hai. Được chưa? Hai. Hay là kore azuketai desu ga? Em muốn gửi cái này. Azuketai desu ga? Được chưa nào? Azuketai desu ga? Azuketai desu ga? Hai. Được chưa nào? Thế là các bạn hiểu rồi đúng không? Và tuy nhiên mà khi mà dùng động từ azukaru, azukaru có nghĩa khác là giữ hộ. Giữ hộ nhớ chưa? Nên là mình không thể dùng là gì? Azuka, azukatte mo ii desu ka? Là không được. Giữ hộ thì phải là gì nào? Azukatte kureru? Anh giữ em được không? Hai. Azukatte kureru? Hai. Được chưa nhỉ? Hai. Azukatte kurenai? Hai. Azukatte moraeru? Ok. Azukatte moraenai? Mo ii desu. Azukatte itadakemasen ka? Ok desu. Azukaru. Hai. Được chưa? Ừ. Đấy là sự khác nhau giữa kariru, katsu, azukeru và azukaru. Hai. Hai. In desu ka? Ok desu ne. Hai. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một cách nói nữa, những cái tình huống cụ thể nhé. Ví dụ động từ kikku. Kikku là các bạn chỉ nói là nghe, là tưởng là nghe hay là hỏi ai đó đúng không? Kikku còn có nghĩa là nó không chạy nữa cơ. Ok. Chữ hán nó khác chạy. Nhau đúng không? Ví dụ như này, mình vào tình huống như thế này nhá. Khi mà cái máy điều hòa hay là cái máy lạnh của mình bị hỏng không chạy được. Mà cái tình huống này mình suốt ngày gặp đúng không? Nếu mà ai ở bên Nhật nó sẽ gặp rất là nhiều. Cái này nó bị hỏng rồi. Anh ơi, cái này nó bị hỏng rồi thì sumimasen. Kono aircon ga kite nai. Kite nai desu yo. Hay là
Kikanai bình thường ta nói ngắn là Kikanai desu yo. Kono aircon wa kikanai desu yo. Kono cooler ga kikanai desu yo. Được chưa? Hai. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu này nhé. Hai. Anh ơi cái máy điều hòa này nó không chạy, anh ơi cái máy lạnh này nó không chạy. Kikanai desu. Kitenai desu. Bạn cứ tự ở bên Nhật cứ thử nghe mà xem. Kiểu gì nghe thấy từ này. In desu ka? Bình thường mình hay nghe là ugoitenai desu ne. Ugoitenai. Ugoitenai nó là chạy đúng không? Thế còn bây giờ là hoạt động có hiệu quả. Tức là mình bật cái điều hòa lên mà thấy nó mãi không thấy mát á. Là lúc mình nó ugoite được nhưng mà nó lại không kite được. Được chưa nhỉ? Nó chạy nhưng mà nó lại không hoạt động hiệu quả thì mình sẽ hiểu cái từ này như vậy nhá. Đúng rồi, cái từ mình hiệu lực. Okay. Hiệu quả nhá. Hay kite được ne. Chữ Hán chính là chữ hiệu mọi người, chữ hiệu trong từ hiệu quả. Đúng rồi, một bạn viết từ kikanai đúng rồi đấy. Hay, ok. Ok thì đó từ kiku nhá. Tiếp theo. Tiếp theo là từ Igai. Igai này là gì nhỉ? Là ý ngoại đúng không? Chúng ta vẫn hiểu cái từ này là không ngờ hay ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ Igai na koto. Igai na jiken. Igai na new sự. Thế nhỉ? Thì nó vẫn mang ý nghĩa là ngoài sức tưởng tượng. Thế bây giờ chúng ta sẽ tập dùng thêm cái câu này bởi vì cái từ này nó dùng rất là linh hoạt đúng không? Thật là không ngờ. Thật là không ngờ. Này, là không ngờ anh ấy đã lấy vợ và có con rồi. Bây giờ ơi đúng không? Thì chúng ta anh ấy có vợ và lấy vợ và có con đúng không? Thì chúng ta cho bằng trước và sau đó chúng ta dùng nante. Igai datta. Nghe là gì ta? Kare ga kekkon shite kare ga kekkon shite ite koromo mo iru nante igai datta. Ok? Không ngờ anh ấy đã lấy vợ và có con rồi cơ. Rồi, hay là thêm một cái ví dụ nữa, ví dụ như là hồi bé thực ra mình rất là ghét ăn tôm mọi người, rất là ghét ăn tôm luôn. Và không bao giờ ăn tôm. Bởi vì nó nghĩ là bởi vì mình nghĩ nó không ngon. Thế nhưng mà một ngày mình ăn thử một lần. Ăn thử một lần thì thấy là igai to oishikatta. Igai to oishikatta. Igai to ha. Igai ni đằng sau nó là những cái tính từ. Tính từ nhớ chưa? Ngon hay là đẹp hay là xinh đúng không? Đẹp ngoài sức tưởng tượng đúng không? Xinh ngoài sức tưởng tượng, dễ thương ngoài sức tưởng tượng đúng không? Lạnh ngoài sức tưởng tượng. Thế chưa nào? Hay là khó ngoài sức tưởng tượng là gì nhỉ? Igai to. Igai to muzukashi desu. Thế ngược lại là dễ ngoài sức tưởng tượng sẽ là igai to kantan desu. Xinh ngoài sức tưởng tượng. Igai to kirei desu. Rồi xấu ngoài sức tưởng tượng. Igai to busaiku desu. Hay là cái gì ngoài sức tưởng tượng bây giờ? Đẹp trai ngoài sức tưởng tượng. Igai to ikemen desu. Rồi, hay. Ví dụ đặt lại câu vừa nãy ngày xưa em không thích ăn tôm đúng không? Mukashi ghét tôm này, mukashi ebi wa kirai datta ga. Kirai desu ne. Kirai datta ga. Ok? Kirai datta ga. Ima tabete miru to ima tabete miru to igai to oishii desu. Ok chưa nhỉ? Các bạn ơi, mọi người sửa lại cho mình cái chữ igai này nhá. Chữ igai này không phải chữ igai bên trên chữ dĩ và chữ ngoại đâu. Mà đây, là chữ nam nho bây giờ. Mà là chữ igai gồm chữ ý và chữ ngoại. Là ngoại ý nhá mọi người nhá, là ngoài sức tưởng tượng, được chưa nhỉ? Bạn nam nho, các bạn để ý cái comment của bạn nam nho đấy, đúng rồi này. Bước sang đâu chữ số 4. Hay. Có một động từ như thế này nhá. Đó là động từ mayo. Hay. Mayo, các bạn tra từ điển nó có nghĩa là gì? Mayo là lạc đường đúng không? Đúng không? Michi ni mayotta. Moshi moshi, ima doko ni iru no? Bây giờ anh đang ở đâu đấy? Ima michi ni mayotteru desu. Bây giờ em đang bị lạc đường ạ, đúng không? Mayotteru desu yo. Lạc đường. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu với nghĩa nhỏ là chính xác rồi. Tuy nhiên nó còn một nghĩa khác. Đó là phân vân, được chưa? Lạc á, mình lạc đúng không? Lạc đường này coi như mình đang phân vân không biết ở đâu. Có nghĩa là phân vân. Các bạn đang ở bên Nhật đúng không? Chuẩn bị tốt nghiệp trường đại học hay là tốt nghiệp trường chuyên môn đúng không? Các bạn đang phân vân là học tiếp lên đại học hay là đi làm. Đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ nói là kore kara shingaku suru ka. Được chưa? Shingaku suru ka, hataraku ka, mayotte masu. Shusoku suru ka, mayotte masu. Em đang phân vân là đúng không? Không biết là học đi làm hay là học tiếp lên đại học đây. Hay là gì nhỉ? Em đang phân vân là không biết là nên ở Nhật hay là về nước đây, nói nhà nhỉ? Nihon ni iru ka, kikoku suru ka, mayotte masu. Nè. Đúng nhỉ? Mayotte masu. Ok. Hay là mình đang phân vân không biết là nên lấy anh ấy hay không lấy anh ấy đúng không? Kare to kekkon suru ka shinai ka mayotte masu. Kekkon suru ka shinai ka mayotte masu. So desu ne. Hay là phân vân cái gì nữa anh?
phân vân là yêu hay không yêu. Ai suru ka shinai ka hai mayotte masu. Phân vân yêu không ạ? À, phân vân đồng ý không đồng ý đúng không? Hai. Hai, được chưa nhỉ? À, thế thì cái từ mà phân vân này chúng ta ngoài dùng cái động từ là mayo, mình sẽ còn dùng thêm một cách nói gần gần giống nữa, từ nayamu. Nayamu cũng là phân vân nhưng mà kiểu như là đau đầu, băn khoăn, trăn trở thế nhỉ? Nayamu mọi người nhé, thì nó gần giống với từ mayo, chúng ta thể dùng vào để thay nó, được chưa nhỉ? Mình là đau đầu được. Em đang đau đầu, không biết là học lên đại học hay là đi làm đây. Đại gaku ni shin gaku suru ka shusoku suru ka nayande imasu. Hai. Hay là phân vân là tối nay ở nhà nấu cơm hay là đi ra ngoài ăn. Có yeah. những cái nỗi phân vân rất là khổ như vậy đúng không? Kyo ie de taberu ka gaishoku suru ka nayande imasu yo minasan. Hai. Deigosu ga shinai ka mayotte imasu đúng không? Hai. Taberu ka taberai ka mayotte imasu. Hai. Ok. Hai. Rồi, sang phần cuối cùng nhé. Hay, thế thì đó là những phần với những cái từ vựng mà rất là nhỏ nhỏ mà mình muốn các bạn gì nhỉ? Mình muốn mọi người hãy dùng nhiều hơn trong giao tiếp hàng ngày. Còn bây giờ sẽ là một phần mà mình thấy có lẽ là sẽ là quan trọng nhất của bài ngày hôm nay. Bởi vì cái phần này là một cái phần gì nhỉ? Nó cũng thuộc về ngữ pháp cũng như là từ vựng của N3, nhưng nó lại cực kỳ là dễ học. Và đây là cái phần mà sẽ chuyển từ tính từ sang động từ dùng như thế nào. Những tính từ rất quen thuộc bây giờ chuyển sang động từ sẽ được dùng ra làm sao, thì chúng ta hãy cùng nghe thầy Dũng nói. Các bạn ấn tim nhiều hộ gái nào, ấn tim vào phát nào. Hôm nay thầy Dũng hơi ốm ốm mà không, cười lên nào. Anh Thư này này. Hay đâu có thầy chỉ đạo ta là gì cả luôn cả nayande mas. Đúng rồi chữ an đấy rồi, nayande đấy. Ok. Hai, konbanwa, sawa wa omoi desu ne. Đúng rồi đấy, hôm nay bài rất là dễ, mọi người thường thường đặt câu đúng hết rồi đấy. Thảo tim, ôi nhiều tim đấy, thích đấy. Dễ. Anh kinh quá đấy. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ vào cái phần mà cô Thanh vừa nói đúng không? Tính từ đuôi y, ví dụ atatakai là ấm áp đúng không? À, Vietnam wa atatakai kuni desu ne. Việt Nam quả là một đất nước ấm áp. Hay là takai đúng không, là cao hay là đắt đúng không? Se ga takai desu ne. Hay là tsuoi, tsuoi là gì, là mạnh mẽ đúng không? Tsuoi là kiểu gió mạnh thế, kaze ga tsuoi desu ne. Hay là gió nhẹ quá, yếu quá, kaze ga yoi desu ne. Rồi hay là từ hiroi đúng không nhỉ? Hiroi là rộng này, thì đó đều là những tính từ vô cùng quen thuộc. Thế thì những cái tính từ này khi mà chuyển sang động từ chúng ta sẽ có hai dạng như sau. Thứ nhất đó là tính từ này động đuôi y chúng ta chuyển thành maru hoặc là meru. Bỏ y đi đúng không, chúng ta biến thành maru hoặc meru. Maru thì sẽ là tự động từ đứng trước nó, tự động từ đứng trước nó sẽ là trợ từ gá. Gá nani nani gá nani nani maru, được chưa? Hai. Còn nếu mà nó là meru thì là tha động từ ố meru nani nani meru ですね. Yeah. Tóm lại nhá, tính từ đuôi y bỏ y thêm maru, hay là tính từ đuôi vẫn là tính từ đuôi y bỏ y thêm meru, chúng ta tập chia trước xong rồi nói nghĩa sau nhá. Ok. Thứ nhất atatakai atatamaru. Hai. Và o atatameru. Ok. Tiếp theo từ takai. Đấy, takamaru và takameru. Tiếp là tsuyoi tsuyomaru và tsuyomeru. Tiếp theo là yowa yowamaru yowameru. Tiếp theo là hiroi hiromaru và hiromeru. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào động từ đầu tiên, đó từ atatamaru và atatameru. Ga atatamaru và o atatameru. Ga atatamaru sẽ là ví dụ này, heya ga atatamatte imasu. Ấm lên, ấm lên. Một căn phòng nó ấm lên, được chưa nhỉ? Một căn phòng nó ấm lên. Thế bây giờ là heya o atatamete kudasai. Làm ấm căn phòng lên đúng không? Nhỉ? Một cái là căn phòng ấm lên, còn một cái là chúng ta làm ấm căn phòng lên, được chưa nhỉ? Heyao atatamete. Atatamete kudasai tức là trong khi đó chúng ta sẽ bật điều hòa lên đúng không? Người ta chỉ cần nói atatamete kudasai đúng không? Hay là tiếp theo nhá. Ví dụ như là karada. Karada gì mọi người? Karada là cơ thể của mình đúng không? Mùa đông sẽ là karada ga atatamatta và karada o atatameru là gì nhỉ? Tức là gì? Người mình ấm lên và làm ấm người lên. Đúng rồi. Khi mà chúng ta đi tắm hay là vào thì
đi tắm đi, ofuro ni hairu to. Đi tắm rồi thì cơ thể sẽ ấm lên. À, hai. Ofuro ni hairu to karada ga atatamatta. So desu ne. Okay? Hai. Hay là atatameru đúng không? Như là tsumetai kara. Được, samui kara, samui kara. Ofuro ni haitte karada o atatameru. So desu ne. Làm ấm cơ thể lên. Hay là như thế này, một tình huống mà các bạn rất là hay thường gặp. Khi mà các bạn đi konbini hay là đi siêu thị, các bạn mua những cái đồ ăn sẵn, đúng không? Mua đồ ăn sẵn. Khi mà ra đến quầy tính tiền, đấy như là thú ngân, cho phần thú ngân, các bạn cầm cái đồ ăn đấy ra và người ta tính tiền, nhưng mà người ta nhìn thấy, người Nhật rất là gì nhỉ? Cẩn thận, đúng không? Người ta nhìn thấy mà anh có gì nhỉ? Làm muốn làm ấm lên không? Hay là hâm nóng lên à? Cái từ atatame tương đương với hâm nóng. Anh có muốn hâm nóng cái này lên không? Kore atatamemasu ka? Anh có hâm nóng lên không? Được chưa nhỉ? Hai. Obento rồi nhé. Đúng rồi. Obento atatameru, atatamemasu ka? Hai. Được chưa? Hai. Các bạn nói đúng là atatameru kudasai được nhé. Thì đó là động từ atatamaru và atatameru. Bây chúng ta sang tiếp cái động từ thứ hai là takamaru và takameru. Tương tự như bên trên thì cứ maru là gá, takamaru còn o takameru. Thì mình sẽ hiểu như sau. Ví dụ, taifu ga chikazuite kara ne. Chikazuite kara nami ga takamatte iru. Là gì nhỉ? Bão đang đến gần rồi nên là con sóng nó dâng cao lên nhá, con sóng nó dâng cao lên. Đấy, thì takamatte iru. Là mình hiểu là dâng cao lên, một cái gì đó được dâng cao lên. Tiếp này, hay chúng ta dùng cái kiểu là gì nhỉ? Kanshin ga takamatte iru. Kanshin là mối quan tâm, mối quan tâm. Mà cao lên thì tương đương tiếng Việt thì nó phù hợp với mạnh mẽ. Mối quan tâm mạnh mẽ nữa. Mối quan tâm cao lên. Hay là gì nhỉ? Kitai ga takamaru. Hai. Là gì? Kitai ga takamaru có nghĩa là cái sự kỳ vọng nó được gì nhỉ? Củng cố hay là được lớn lên là chưa nhỉ? Ok. Hay là gì nhỉ? Nô lực ga takamaru. Đúng rồi, là cái gì nhỉ? Cái năng lực được nâng cao lên chứ nhỉ? Nâng cao lên đấy. Hai. Hai. Thế thì bây giờ sang ngược lại cái từ takameru sẽ là o takameru nhá. Nâng cao cái gì đó. Ví dụ như là nô lực ga takameru sẽ dịch là nâng cao năng lực. Đúng rồi, nâng cao năng lực. Hay là gì nhỉ? Hiêu cáo takameru. Đúng không? Là gì nhỉ? Thúc đẩy cái hay là nâng cao đánh giá. Nâng cao đánh giá. Hay là gì nhỉ? Kyo seikatsu suijun no takameru. Là gì nhỉ? Nâng cao cái. Nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Đúng đó. Em đọc là seikatsu. Hả? Seikatsu suijun. Seikatsu suijun. Seikatsu suijun, nâng cao chất lượng cuộc sống à? Hai. Hai. Thì đó là takamaru và takameru nhá. Tiếp theo là tsuyomaru và tsuyomeru. Ga tsuyomaru, ví dụ như là gì nhỉ? Kaze ga tsuyomaru là gì nhỉ? Gió mạnh lên. Đúng rồi, hay là ame ga tsuyomaru. Mưa mạnh lên. Hai. Hay là chikara ga tsuyomaru. Hay là cái này chikara là sức mạnh. Yếu đi. Quên nhỉ, mạnh lên. Chikara sức mạnh. Sức lực mạnh lên à? Mình mạnh lên thôi, chỉ nói mình mạnh lên đúng không? Mạnh lên nhá. Higa tsuyomaru. Tsuyomaru, tức là gì? Lửa mạnh lên đúng không? Hai. Lửa mạnh lên. Hay là lửa mạnh quá, higa tsuyomaru đúng không? Lửa mạnh quá kìa đúng không? Thế thì ngược lại là tsuyomeru, ví dụ như là hiyo tsuyomeru là mình bật lửa to lên, bật lửa to lên. Rất là hay dùng trong quán đúng không? Hai. Ví dụ ai đó bảo mình mày bật lửa to lên. Hiyo tsuyomete kudasai desu ne. Hai. Hãy tsuyomete kudasai. So. Hãy. Hay là jishin no tsuyomete kudasai. Minasan, jishin no tsuyomete kudasai. Hãy là củng cố cái sự tự tin của mình lên đi nhá. Được nhỉ? Nâng cao tự tin, ok. Hãy. Tiếp theo ngược lại sẽ là yowamaru và yowameru. Thì ngược lại thôi, là một cái gì đó yếu đi hay là làm yếu cái gì đó đi. Ví dụ như là ame ga yowamatte iru. Ame ga yowamatte iru là mưa nó yếu đi dần đi rồi đấy, được chưa nhỉ? Hay là bão nó yếu đi rồi. Bão là taifu ga yowamatte iru, được chưa nhỉ? Taifu ga yowamatte iru. Còn lại đúng không? Vẫn tình huống trong quán đó mà bật lửa nhỏ nhỏ đi. Hai. Đúng không? Hiyo yowamete kudasai. So desu ne. Hiyo yowamete kudasai. Yowamete kudasai desu ne. Hiyo yowamete kudasai. Mọi người thấy dùng từ động từ sang từ tính từ sang thấy hay không nhỉ? Nó rất là tiện đúng không? Rất là tiện. Thế thì cuối cùng, động từ cuối cùng mà mình muốn nói ngày hôm nay đó là từ hiromaru và hiromeru.
Thì bây giờ sẽ nghe như sau này. Hiromaru là một cái gì đó được lan rộng, được lan rộng ra, ví dụ như là Uwasa. Uwasa là tin đồn chẳng hạn, đúng không? Uwasa ga hiromatte imasu, chính nhỉ? Lan rộng trong khắp công ty rồi. Đúng rồi. Kaisha juu ni hiromatte imasu. Hay. Hay là tiếp theo này, ví dụ như là shu kang hay là bưng cả đi. Bưng cả. Bưng cả là hiromatte imasu, có nghĩa là văn hóa nó được lan rộng, được tuyên truyền lan ra, ok chưa nhỉ? Hay là ví dụ như là saikin nihon no bunka ga betonamu de hiromatte imasu, đấy nhỉ? Gần đây thì văn hóa của Nhật Bản nó được lan truyền hay là được gì nhỉ, phổ biến rất là rộng rãi ở bên Việt Nam chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thế thì ngược lại hiromeru sẽ là o hiromeru, ví dụ như là bunka o hiromeru là mình gì nhỉ, mình đi tuyên truyền cái văn hóa đó chẳng hạn, nhân rộng cái văn hóa đó này. Ok hay. Thế thì có mấy bạn mà mình vừa thấy để ý hỏi là gì nhỉ? Cái cách mà chia là maru, meru này thì nó chỉ dùng với tính từ đuôi y hay tính từ đuôi na nữa, thì mình nói lại này. Cái này là cách chỉ dùng với tính từ đuôi y thôi, được chưa nhỉ? Tính từ đuôi y, trước tiên là với tính từ đuôi y đã. Các bạn chỉ cần nhớ cho mình những cái động từ ngày hôm nay học thôi nhá. Mà không phải cái từ nào nó cũng có như thế đâu. Đúng rồi. Ok. Hay. Nên là chỉ nhớ những cái từ ngày hôm nay học này, nhớ chưa? Ngoài ra có một từ fukai nữa cơ. Fukai hay là fukai này, fukamaru hay là fukameru cũng có. Hay. Đúng không? Fukai cái gì đó trở nên sâu sắc hơn. Đúng không? Fukameru tức là gì ạ? Làm sâu sắc vấn đề gì đó. Làm sâu sắc, nói có một câu này, củng cố mối quan hệ giữa hai nước chẳng hạn. Hay. Đúng không? Ryokoku to no yuko kanke o fukametai to omoimasu. Tức là muốn củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Hay. Được chưa nhỉ? Fukameru. Còn đâu nó không nhiều vào đâu nhá. Hay. Hết rồi.